Ôi, mình là cái quả dưa đây. Mình đang bị sâu nha, đang bị sâu. Bây giờ làm sao đây? À, gấp ra, gấp cái con sâu này ra để nổi con sâu gì mà dài dữ vậy trời ơi, bỏ vô cái mâm này đi. Ok, đây là bị cái gì nữa đây? Wow, chữa lành vết thương cho mình. Ok, không được rồi, cái vết thương nó đã bị nhiễm trùng vào bên trong rồi đây. Rồi bây giờ mình sẽ lấy những cái con bọ bên trong ra, khâu vết thương lại. Oh yes, yes, khâu lại. Ok, là lá la. Cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo, theo anh. Tiếp tục. Đây là trái đu đủ nha. Đây là trái đu đủ nè. Trái đu đủ này đang bị những đang bị những cây nấm nó đang mọc lên nè. Trời ơi, chắc để lâu ngày lắm, nấm mốc nó mọc lên quá trời khắp người luôn nè. Chắc không được tắm rửa thường xuyên đây nè. Ồ, xong rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra. Ừ, kiểm tra. Coi còn chỗ nào nữa này nè. Vi khuẩn nó tiềm tàng ở đây nè. Đó. Còn chỗ nào nữa hết? Ủa đây nữa nè. Trời ơi, cười. Làm sao đây? Xong. Rồi. Đây là ai ơi, nó nổi những cái hột 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 mình phải lấy ra. Sao đây ta? À, còn đây nữa, còn đây nữa. Còn đi nữa. Trời ơi. Hút ra, hút ra. Hút mấy cái hẹp ra. Ok, mai lại, khâu vết thương lại, kéo lên. Y Khâu tá sẽ lại. khâu vết thương ở nhà. Tiếp tục thôi. Chục thôi. Ồ, đây là một cái quả gì ta? Hồng. Quả hồng sao? Ai, ai đa quá. À, có một em bé. Có một em bé hồng cần được gấp ra. Ôi ơi, Em cứu bé em nhỏ bé. xíu thì siêu hòa. Bây giờ sẽ không vết thương dạ nè. Đúng rồi, khâu vết thương lại. Bằng Dán băng keo nữa chứ. nhau. Ôi, ôi, thả tim rất là nhiều trái tim, rất là vui luôn. Tiếp Những tục trái nha. quả cũng cần phải bị chán nữa. Wow, đây là một trái măng cụt. Măng Một cụt trái còn măng tím cụt. bất bờ. Măng cụt bị cái gì đây? Wow, xong rồi. Rồi, xem bên trong anh ấy có gì. Wow, có một bé măng cụt con. Có một bé măng cụt đây. Đó, bé măng cụt có chút xíu xíu à. Dễ thương quá chừng luôn. Rồi, khâu vết thương lại. Dán băng keo ra. Ôi, vui quá là vui. Ồ, vui, vui quá à. Vui. Đúng rồi. Có em. Ô, một quả ớt nha, một quả ớt siêu to khổng lồ. Đang bị cái gì đây? Đang bị đang cần được tẩy trang hay sao? Trang điểm nhiều quá cần được tẩy trang hay sao quá, nó bị trang điểm nhiều quá nó bị nhiễm trùng. Wow, có một em bé ớt, nhưng trước hết là phải lấy đi những cái con vi khuẩn xung quanh nha. Lấy em bé ra. Em bé ớt màu đỏ luôn, tại vì ớt bự thì màu đỏ thì em bé ớt cũng sẽ màu đỏ luôn. Còn ba thì sẽ màu xanh lá nha. Đúng rồi. Đây là cái gì đây? Đây là cái bông atiso. Bông atiso hay sao á? Có con sâu Ôi, nữa có con kìa. sâu xanh lè 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 luôn. Ý, cái gì nữa đây? Cái lá sao nó bị vàng hết trơn rồi? Chỗ nào? Kì. Chỗ nào? Chỗ Chỗ nào? này. À, cái lá bị vàng ở đây. Ôi Ở ôi. chỗ này nữa. Cái cánh hoa bị vàng đây. Rồi xong cho nó chuyển thành màu xanh lá cây luôn. Đúng là ảo ma ca la la thiệt mà. Hồi ôi. Có những con bọ bên trong nữa nè. Cái lá bị vàng lúc nãy là nó bị bọ trong nó bị vàng. Đó rồi. Ở tại sao mà cái cánh kia không bị? Cái cánh kia nó mới bị ăn cho nên nó không có bị vàng. Nó không có chưa có bọ ra biết không? Đây là một cái bông cải màu xanh nha. Bông cải màu xanh. Ai nắm nhiều quá phải sợ ơi, có một mụn nữa kìa, một mụn siêu to khổng lồ đây. Cái này là phải nặng mụn thôi, nặng mụn cho nó thôi. Đè xuống, ấn xuống. Ê, phải không? Rồi. Ok kìa, đúng rồi, đúng rồi.
Rồi ôi ghê quá, bắn tung tóe luôn, mụn mũ bắn tung tóe luôn, ghê quá. Bây giờ mình sẽ hút những cái con này ra, may vết thương lại. Ok rồi, sạch sẽ quá, cảm ơn bác sĩ nhiều. Tiếp thôi, cái này là cái gì ta? Ô, một quả, một quả dừa hay sao á? Một quả dừa, một quả dừa khô. Nó còn được vệ sinh xung quanh. Trời ơi, cái này là cái gì đây? Ý, có cái hạt gì bên trong vậy? Đồ, hai hạt luôn. Mình sẽ gấp hai hạt này ra. Còn một hạt nữa. Ủa, nhưng mà sao dừa lại có hạt ta? Bởi vậy mới bị hư, mới bị bệnh nè, mới đi bác sĩ nè. Đó, ok, yeah. Hết bệnh rồi, Ô, quả gì đây? Quả gì màu hồng hồng tím tím đây? Gấp ra. Ây, này giống như là quả mận á, mận Hà Nội nè. Rồi quả mận Hà Nội gấp con sâu ra. Quả mận này bị sâu quá. Trời ơi, nhìn kìa, rất là nhiều con vòi ở trong đó, con dòi. Chích rồi, ok, quả mận khâu lại. Quả mận Hà Nội đã được lành lặn rồi. Tiếp theo. Ơi, mình là quả chôm chôm. Chôm chôm có cái gì đây? Bị cái gì đây? Bị bốn cái mục gì đây? Gấp ra nha, bởi bốn con bọ nó đeo lên người hay sao á. Bây giờ mình sẽ gấp nó ra hết. Rồi, xong. Coi bên trong còn cái gì. Ôi ôi, rất là nhiều sâu bọ bên trong, lấy ra. Khâu vết thương lại. Ok, một quả chôm chôm chín đỏ rực rỡ luôn. Nhìn là muốn ăn liền. Đây là một quả thơm. Một quả thơm rất là nhiều nấm mốc này nè, giống như riệp sáp vậy. Riệp sáp nó bu quá trời luôn, rồi nhặn xung quanh luôn. Xịt. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm sạch vết thương nè, lau chùi làm sạch vết thương. Đó mình sẽ đó. Mình sẽ tiêm thuốc vào cho những vết thương này nó được lành nha. Tái tạo da lại. Đó. Tiêm collagen để tái tạo da. Rồi mình sẽ đắp những cái miếng da bị mất của cái thơm nha. Rồi ok, lành lặn hết rồi. Rất là xinh đẹp luôn. Đây là một cái bông hoa kim châm hay sao. Wow. Để xem bên trong cái hoa này có cái gì nha. Ôi, một trái tim đang bị vỡ tan tành. Mình sẽ thay trái tim bị vỡ ra, gấp trái tim bị vỡ ra thay vào một trái tim nguyên lành mới luôn. Ồ, hay quá. Ồ, dán băng keo lại, hay quá trời hay. Ôi, đây là một quả chanh. Một quả chanh đang bị riệp sáp, nấm mốc luôn. Rồi, rửa cho lành vết thương nha. Sát trùng vết thương, rửa cho nó sạch sẽ nha. Bây giờ mình sẽ tiêm chất collagen để dưỡng da vô, tái tạo làn da, căng mịn, bóng láng. Lại là một quả dừa. Mình sẽ vệ sinh xung quanh nha, cạo râu xung quanh cho nó nha. Tiếp theo, tiêm collagen để tái tạo làn da. Trái dừa khô đen ong ống luôn. Đây là một quả cà chua. Cà chua còn bị mụn nữa chứ. Trời đất ơi. Ây, đừng bắn tung té lên nha. Nè, nổ cái bóp. Ấp, trời ơi.
ghê quá, mụn ghê quá. Cái này là thuộc dạng là mụn gì ta, mụn bọc hay mụn gì đó. Quá, wow, một quả bắp nè. Không, bây giờ là một quả dưa. Wow, yeah. Một quả dưa đang cần được phẫu thuật nè. Hút ra. Mình trồng cái loại dưa này rất là nhiều sâu bọ nha, cho nên mình phải bắt sâu thường xuyên cho nó nè. Ok. Bác sĩ trái cây ơi, bác sĩ trái cây. Đây là một quả dưa hấu. Quả dưa hấu. Wow. Quả dưa hấu đang bị nóng trong người nè, nóng trong người. Cứu lên. Nặng nặng. Bùm bùm. Trời ơi, rồi xong. Một mụn bọc. Trời. Hai bên luôn. Vỏ xanh ruột đỏ nè, nhưng mà có những con vòi trong ghê quá, phải hút nó ra hết luôn. Rồi mai vết thương lại, khâu lại. Ok, thành quả dưa hấu chín đỏ căng mọng luôn nè. Ôi, đây là một quả ớt nè. Ớt này là ớt sừng trâu luôn nè. Ớt sừng trâu thôi, siêu to khổng lồ luôn. Rồi. Sát trùng trước khi phẫu thuật nha. Wow, có một bé ớt bên trong. Nhưng mà bé ớt này đang bị rất là nhiều sâu bọ bên trong. Bây giờ mình sẽ hút nó ra nha. Đó. Hút ra. Rồi. Mai vết thương lại nha. Yeah. quả chôm chôm là bị bốn con bọ gì nó đeo vô nè, gỡ ra cho nó. 2 con 3 con 4 con. Rồi, cái đó là mình xử lý vết thương bên ngoài, còn bên trong nữa nè, phải phẫu thuật mình lấy những cái con vi trùng vi khuẩn này ra hết. Rồi may vết thương lại nha. Ơi, la la la.